Vâng, xin chào các bác, kênh Kim Xe Đạp. Và nay sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe đến từ thương hiệu của Pháp, Chopin Marit. Chiếc xe được trang bị khung nhôm hàng carbon và nguyên một bộ group của Shimano Tierra. Vâng, bây giờ sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và với dòng Chopin Marit thì bên em về cũng rất là nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay lần đầu tiên về một chiếc xe tông màu trắng. Chứ Chopin thì nổi trên đỏ các bác nhé. Chiếc xe cũng khá là đẹp. Lần đầu tiên em về một chiếc màu trắng như này. Trước đây về những tông màu đỏ, xanh, đen cũng rất là nhiều. Và bán cũng rất là nhanh về dòng Chopin Marit này. Chiếc xe đến từ thương hiệu của Pháp. Chữ Marit in 3D trên đây các bác nhé. Những chiếc xe Chopin, riêng dòng Chopin thì có những chữ ký của nhà sản xuất ở trên khung này. Đây là điều đặc biệt của dòng xe Chopin. Dây âm sườn cao cấp. Cọc in carbon thôi nhé, cọc in carbon. Yên thì còn rất là mới. Yên về theo xe. Còn sử dụng được rất là lâu. Hầu như không một vết rạn nứt gì ở yên này. Xe được sử dụng như một bộ group của Tierra từ bộ phanh, phủ đề, đùi đĩa, gạt đĩa và tay lắc các bác nhé. Bộ bánh nguyên cặp của Chopin zin theo xe. Đây các bác thể thấy chữ Chopin in ở vành. Xe được trang bị 10 tầng lip, lip và xích thì còn rất là mới. Em đánh giá chiếc xe này trên 90% về chất lượng và độ mới thôi nhé. Có một vài vết xước nhỏ trên xe nhưng mà không đáng kể, rất khó nhìn. Phủ đề của Shimano Tierra. Đây, như các bác thấy là Tiagra, đùi đĩa đây. Bê đan bạc đạn. Nitro spec. Càng carbon. Phía bên này, cả carbon nguyên zin của xe. Càng của Chopin các bác nhé. Ghi đông. Ghi đông nguyên zin của Chopin. Phốt của Uno. Đều là nhôm. Rất là nhẹ. Phanh đằng trước cũng tia ra đồng bộ theo xe. Bộ tay lắc cao cấp. Tay lắc cao cấp của tia ra. Bên này bên kia lip. Bên đĩa cho xe 2 tốc độ nữa. Là 20 tốc độ thay đổi các bác sử dụng nhé. Vâng, và đây đằng trước đây cũng là vành của Chopin các bác nhé. Thông số lốp. Thông số lốp là 700 × 23C. Đây là một lốp rất là thông dụng của dòng xe đua, giúp các bác đi lướt và nhanh hơn so với dòng địa hình như dòng touring.
Được, em sẽ vào đo chiều cao không đúng rồi xem. Size 47 các bác nhá. 47 khung ngang là 51. Vâng, phù hợp các bác từ 1m6 đến trên 1m7 vừa chiếc xe này. Xe được trang bị 10 tầng lít. Giờ sẽ đi vào đánh giá chuyển động. Nguyên một bộ group của CL ra, thế là cao cấp. Lên lít. Rồi chuyển động rất tốt các bác nhá. Tầng lít. Chuyến tay phải mà bộ đùi đĩa 2 tầng của Tiagra, gạt đĩa của Tiagra lên đĩa, xuống đĩa. Rồi, rất tốt, chiếc xe đến từ thương hiệu của Pháp. Vâng, và em vừa đánh giá trong chiếc xe Chopic Marit, chiếc xe đến từ thương hiệu của Pháp. Chiếc xe được trang bị khung hợp kim nhôm, sàn carbon, cọc kim carbon và nguyên một bộ cổ rút của Tiagra. Chiếc xe được bán tại cửa hàng mức giá là 10,8 triệu, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm nhắn tin Zalo 0975 70993 để xem những hình chi tiết về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh xe đạp và nhấn nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại cửa em. Xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video.